Lời nguyền dưới mộ sâu. Ngày xưa, có anh nông dân sống cùng người vợ khác thường của mình trong ngôi làng bé nhỏ, nép dưới thung lũng núi xa xôi. Ôi, đánh cho tơi bời đi, can tội kéo xe lúa không công thân, chèn cả vào lúa nhà người khác, đánh mạnh vào. Tôi không cố ý, tôi xin lỗi, xin đừng đánh tôi nữa. Các người Ý đông bắt nạt ít à? Hả? Quái vợ, vợ của hắn kìa. Đúng là lực sĩ, một mình cô ta có thể đánh bại 5 tên đàn ông đấy. Lực sĩ cái gì? Cô ta không phải người bình thường, người lại có vảy cá nữa. Vảy cá vậy mà ôm ấp cô ta thì ghê lắm nhỉ. Vậy mà chồng cô ấy cũng chung sống với cô ấy được, thật là tài. Có cô vợ ma quái như thế thì thà không có còn hơn. Nếu cái vảy cá cứ cho là cha mẹ sinh ra đã vậy thì ít ra là phụ nữ thì phải nhẹ nhàng. Đằng này phụ nữ gì mà cứ huỳnh huỵch, đánh võ thì giỏi hơn cả đàn ông. Tôi thấy cô ta nên làm chồng, còn anh ta nên làm vợ thì đúng hơn ha. Khuya rồi, mình không đi ngủ à? Cô ngủ đi, tôi chưa muốn ngủ. Có chuyện gì với anh thế? Chắc hồi chiều nghe mấy câu đàm tiếu của thiên hạ nên anh lại thế với em sao? Thử hỏi nếu cô là tôi, cô có khó chịu không? Một người vợ, người không ra người, hình thù kỳ dị, lại khỏe hơn trâu. Anh, tại sao anh có thể nói những lời cay nghiệt như thế với người vợ của mình chứ? Tôi chung sống với cô từng đó là đủ rồi. Tôi chán ngán gì phải nghe những lời đàm tiếu của mọi người lắm rồi. Nhưng em đâu có làm gì sai. Cơ thể em, cha mẹ sinh ra thế nào thì có thế ấy. Anh sống với em, cũng biết em đâu phải ma quái gì. Mọi người có thể bàn ra tán vào. Nhưng anh là chồng em, anh nên hiểu cho em chứ. Cô cứ là tôi đi mới hiểu cảm giác của tôi thế nào. Vậy bây giờ mình muốn em phải thế nào? Tôi sẽ dựng cho cô một căn lều ở góc giường. Cô ra đấy mà ở. Gì cơ? Cho em ở góc vườn sao? Đúng vậy, một căn lều ở góc giường. Tôi sẽ dựng túp lều ở đó ngay trong ngày mai. Chắc sẽ chỉ vài ngày nữa là xong thôi. Và cô thu dọn đồ đạc quần áo của cô ra đó ở. Vợ chồng với nhau mà mỗi người một nhà, thế là thế nào? Chúng ta coi như không còn là vợ chồng gì nữa. Mình ơi, kìa mình ơi, bao nhiêu năm vợ chồng sống với nhau, sao mình lại nỡ đối xử với em như thế? Tuy cô vợ là một người khỏe như lực sĩ, nhưng mùa đông năm đó, sống trong căn lều nơi góc vườn không đủ ấm, cô lâm bệnh nặng và qua đời. Cái quái gì thế nhỉ? Nhà lâu nay làm gì có chuột bỏ đâu. Sao không lấy bát đũa cho tôi ăn cơm với? Hả? Cô... vợ, đúng là giọng của cô ấy rồi. Người vợ lực sĩ và vảy cá của anh đây. Vợ, về đây làm gì? Về ăn cơm với anh. Tha cho tôi đi mình ơi. Tha cho tôi đi mình ơi. Từ ngày cô vợ lực sĩ của anh ấy mất, anh ấy nửa tỉnh nửa mê, khóc lóc van xin, rồi lại cười nói như bị ma ám vậy, sợ thật. Không lẽ anh ta nhớ thương vợ đến thế? Làm gì có chuyện đó, rõ ràng lúc vợ anh ta còn sống, anh ta đã làm một cái lều ở giường và bắt cô ta ra đấy ở riêng cơ mà. Làm gì có chuyện yêu với thương gì nữa? Cứ thế, người chồng sống trong ngôi nhà của mình với nỗi ám ảnh từ hồn ma của người vợ. Chẳng bao lâu sau, người chồng cũng chết bởi sự ám ảnh từ hồn ma đó. Mọi người ơi, Hồ Cư đã chết rồi. Hả? Anh ra đi đột ngột quá Hồ Cư ạ.
Thôi thì anh sống khôn chết thiên với suối vàng, nhớ phù hộ cho làng ta nhé. Chính ta đã giết chết vô cư, giờ thì tới lượt các ngươi. Ma! Vậy là đã rõ, Hồ Cơ không tự dưng mà chết, chính hồn ma của vợ anh ta về hại anh ta. Tôi biết ngay mà, từ ngày cô ta chết, cô ta cứ ám ảnh lấy Hồ Cơ. Anh ta sống không ra sống, chết không ra chết, cười cười khóc khóc trong nhà như người điên. Cuối cùng thì điều xấu nhất cũng đã xảy ra. Hay, thật là tội nghiệp cho Hồ Cơ. Thật đúng là tai ương cho Hồ Cơ. Mọi chuyện chưa dừng lại đâu. Nghe nói hồn ma của vợ Hồ Cơ vẫn chưa thỏa mãn. Cô ta thường xuất hiện để dọa dẫm và gieo tai họa cho làng chúng ta đấy. Mới đêm hôm qua, nhà hàng xóm của Hồ Cơ bị treo ngươi dọa dẫm. Hôm nay có thấy họ ra đồng làm đâu. Trời ơi, thế thì nguy rồi. Một khi hồn ma của cô ta còn dương vấn và đi treo ngươi trong làng, thì kiểu này chúng ta không được sống yên ổn rồi. Liệu có phải do trước kia chúng ta vẫn thường nói xấu và xa lánh cô ta không? Chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Thôi, tôi làm việc rồi về sớm đây. Từ nay không đi đâu vào ban đêm nữa. Ôi trời, mọi người cứ thần hồn nát thần tính, thế là chết. Làm gì có hồn ma nào? Ơ kìa Kaido, anh đi làm xa về rồi đấy à? Vâng, tôi lại quyết định về làng sống cho yên ổn. Mà chuyện mọi người vừa nói tôi nghe buồn cười quá. Đấy là anh đi xa nên không biết đấy thôi. Phải rồi, chính chồng cô ấy bị ám chết đấy thôi. Tôi không tin. Chúng ta đâu thấy trực tiếp mà biết thực hư thế nào. Có thể Hồ Cơ lây bệnh mà ốm chết đấy, chứ chẳng có ma mị nào đâu. Nhưng có người đi ngang qua nhà Hồ Cơ vẫn nghe thấy anh ta lúc cười lúc khóc như người điên. Như thế chỉ có ma làm, chứ làm gì có bệnh tật nào như vậy. Có thể do Hồ Cơ bị ám ảnh bởi người vợ của mình mà sinh bệnh như vậy. Còn nhà hàng xóm của Hồ Cơ chắc do mệt mà nghỉ làm ruộng thôi, chứ làm gì có ma mảnh nào. Nói chung tôi không tin. Hay, tôi thì sợ lắm. Tôi cũng thế. Quái lạ, làm gì có gió mấy đâu mà tự dưng đèn lại tắt. Ôi, ai đấy? Ba! Là cô ấy, hồn ma lực sĩ. Ôi không, đi ra đi. Ôi, anh ấy đúng là bị ma ám rồi. Cả làng chúng ta bị hồn ma của cô ấy quấy nhiễu rồi. Cũng vì trước kia chúng ta đối xử không tốt với cô ấy. Hay là tôi có ý này, chúng ta mời thầy về lập bàn thờ cầu linh hồn cho cô ấy siêu thoát đi. Đúng vậy đó, chúng ta phải làm ngay. Từ đó trở đi, ngôi làng nhỏ bé dưới thung lũng không một ngày nào được yên ổn. Hồn ma của người phụ nữ lực sĩ cứ vất vưởng khắp làng để trêu ngươi và gây tai họa cho họ. Ngôi làng ngày càng trở nên u ám. Có nhiều người không chịu được đành phải bỏ làng ra đi, tìm đến vùng đất khác để thoát khỏi hồn ma vây ám. May quá, có ngôi làng nhỏ nằm dưới thung lũng kia rồi. Mình cố đến đó rồi dừng chân nghỉ ngơi vậy. Chủ quán, cho tôi một phòng trọ được không? Tôi là lái buôn đi làm ăn xa, đi qua mấy quả núi mới nhìn thấy có ngôi làng này, nên tôi muốn nghỉ lại đây mấy ngày để lấy sức đi tiếp. Nhưng sao ông chủ? Chẳng lẽ quán trọ không phải để cho thuê trọ hay sao? Không, không phải như vậy. Thôi, ông nên kể cho anh ta nghe đi. Dù sao anh ta cũng là người lạ nơi khác đến, lỡ ra có chuyện gì thì làng ta lại mang tiếng hại người đó. Được thôi, nếu như anh không thấy e ngại điều này á, thì cứ ở lại đây. Có điều tôi sẽ kể cho anh nghe trước khi anh có quyết định ở lại hay không nha. Làng tôi bị ma ám suốt mấy tháng nay rồi. Từ ngày người phụ nữ lực sĩ có sức khỏe hơn 5 người đàn ông hợp lại
và có đôi tai đầy dãy cá chết đi. Hồn ma cô ấy cứ quanh quẩn quấy nhiễu dân làng. Chuyện là như thế đó. Có thể ở ngôi mộ của cô ấy có vấn đề. Mọi người đã thử đến đó để kiểm tra chưa? Chúng tôi sợ quá, nào có nghĩ ra được điều đó đâu. Có lẽ anh ấy nói đúng đó, chúng ta chưa từng ra mộ cô ấy kiểm tra mà. Theo tôi, do linh hồn của cô ta không yên nghỉ được nên cô ta vẫn còn ám ngôi làng, dù đã giết chồng mình. Đúng là như vậy. Tưởng chồng cô ấy chết rồi thì thôi, nào ngờ hàng đêm cứ hết nhà này đến nhà khác, đều kêu gào vì gặp hồn ma. Những ai mà trước kia chỉ trích cô ấy nhiều thì càng gặp hồn ma của cô ấy nhiều. Hãy làm như anh ấy nói đi, chúng ta cần đi kiểm tra ngôi mộ cô ấy ngay. Ồ, sao nấm mộ cô ta lại đổ nát hở cả quan tài thế kia? Chả trách mà linh hồn của cô ta cứ dất dưỡng mãi. Chúng ta mau lắp lại mộ cô ta đi. Nghe theo lời của người đàn ông lái buôn tên Sakuzo, dân làng, họ đã cùng nhau lấp lại nấm mồ và che chắn bằng một tảng đá lớn. Không ngờ, biện pháp mà người đàn ông lái buôn mang đến đã có hiệu quả. Đêm đó là đêm đầu tiên yên ổn sau bao tháng bị hồn ma lực sĩ quấy nhiễu, và nhiều đêm sau cũng bình yên như thế. Cảm ơn anh Sakuzo. Nếu có dịp đi qua đây, mời anh lại vào nghỉ ở làng chúng tôi. Phải rồi, nhờ có anh mà chúng tôi mới lại được yên ổn trở lại. Chúng tôi nhất định tiếp đón anh thịnh tình. Cảm ơn mọi người. Có dịp nhất định tôi sẽ quay trở lại. Giờ thì tôi phải lên đường rồi. Tạm biệt mọi người. Quái lạ, tiếng hú gì mà nghe ghê rợn thế nhỉ? Xung quanh nào có gì đâu, chắc là mình quan tưởng rồi. Ai đó? Ai đó? Là hồn ma lực sĩ đây. Người biết rõ chứ, người đã cản trở ta. Kẻ nào dám cản trở ta, kẻ đó sẽ phải trả giá. Thật may mình chạy kịp vào ngôi đền này. Có lẽ do mình đã giúp dân làng của cô ta nên ác cảm của cô ta chuyển sang mình để hành hạ. Phải tìm cách chế ngự con ma đó, nếu không nó sẽ không để mình yên. Trong lần vào ngôi đền, Sakuzo được mượn một thanh kiếm đã lưu giữ trong đền bao lâu nay. Thanh kiếm này là bùa phép với quyền năng chế ngự yêu ma. Nhờ có thanh kiếm, Sakuzo luôn giữ bên mình và không còn gặp rắc rối gì nữa. Hài lòng vì đã phá vỡ được lời nguyền nên Sakuzo trở lại ngôi đền để trả thanh kiếm. Trời, tiếng gì mà rợn tóc gáy thế nhỉ? Tiếng gió hú, tiếng quạt kêu, rất giống tiếng mà ngày trước mình đã nghe. Chuyện gì thế này? Thả ra! Cuối cùng thì kẻ ngăn ta trả thù đã phải chết. Ta cũng không muốn phải làm hại ai, nhưng chính các ngươi là một lũ ác ôn đã cùng nhau cười nhạo dây vào cuộc đời ta. Giờ ta đã trả thù đủ rồi, ta sẽ đi đây. Vĩnh biệt tất cả, vĩnh biệt cái thế giới tàn độc ích kỷ này. May quá, mình đã giả vờ chết để lừa nó. Giờ nó đã hả giả rồi, nó sẽ không còn đi theo mình nữa. Mình phải mau mau về nhà thôi. Thế rồi Sakuzo vội vã trở về nhà. Cũng kể từ đó, không ai còn nhìn thấy hồn ma lực sĩ xuất hiện trở lại nữa. Mẹ và nỗi cô đơn.
Alo, ai đó? Lan à, mẹ đây. Vâng, con đây ạ. Lũ trẻ được nghỉ hè như con. Chủ nhật tới mẹ lên nhà chơi với chúng vài tuần nhé. Vâng ạ, mẹ lên đi. Trời ơi, sao mẹ mang nhiều đồ lên vậy? Trên này có thiếu gì đâu. Mẹ xách theo làm gì cho nặng? Có buồng chuối chín ở vườn nhà, chả ai ăn. Mẹ mang lên cho bọn trẻ. Có hai con gà nữa. May mà ô tô người ta cho gửi theo cùng đấy. Mang cả cái đài lên nữa. Đi ngủ mở ra nghe cho đỡ buồn. Chồng con đi vắng, nhà chung cư chật chội, gà qué phải thịt ngay chứ, nhốt vào đâu? Rồi rồi, để mẹ làm hết cho. Mà bọn trẻ đâu hết rồi con? Để con xách vào bếp, bọn trẻ con đang chơi ở trên tầng, để con gọi chúng nó. Bông ơi, Bi ơi, bà lên chơi nè. Con chào bà ngoại ạ. Ờ kìa, Bi chạy đi đâu thế con? Anh Bi đang mãi chơi điện tử đấy ngoại ơi. Ôi, chết thật, đeo cái kính cận dạy thế kia rồi. Ngoại ơi, ngoại mở bé tivi thôi. Để ngoại tắt đi cũng được. Chứ nôi bé quá, ngoại chẳng nghe thấy gì. Bông đi học hè lâu về thế à con? Mẹ con cũng chưa thấy về là thế nào nhỉ? Chắc mẹ con qua đón bông rồi. Thầy để ngoại đi nấu cơm trước. Mùi gì khét thế nhỉ? Lan ơi, cái bếp này tắt như thế nào con? Trời đất, con đã nói là mẹ không phải động vào việc gì đâu. Cơm nước cứ để con lo mà, hỏng hết nồi cá rồi. Mẹ xin lỗi. Bếp này hiện đại quá. Hôm trước con dạy mẹ mà mẹ quên hết cách dùng. Mẹ không phải động vào việc gì hết, cứ ngồi chơi. Buồn thì bật tivi lên xem. Thôi để con nấu món khác cũng được. Mẹ vào nghỉ ngơi đi. Đây là đài tiếng nói Việt Nam. Mẹ ơi, mẹ mở đài nhỏ thôi cho các cháu còn học nữa ạ. Mẹ, mẹ làm gì thế? Hết một tuần rồi, có khi mẹ về đây con à. Sao mẹ về sớm vậy? Mẹ bảo sẽ ở chơi vài tuần cơ mà. Hay thằng bé Bi lại làm bà phiền lòng phải không? Không phải, mẹ thấy ở đây chẳng có việc gì. Con thì đi làm, hai đứa cháu thì đi học. Hàng xóm cũng đóng cửa đi suốt, chẳng có ai nói chuyện. Mà xuống chợ mua bán gì, mẹ lại sợ không dám đi cầu thang mai một mình. Mẹ cũng nhớ đàn gà, đàn chó ở nhà. Không có mẹ, gửi chúng nó cho hàng xóm, mẹ không có yên tâm. Thôi, để mẹ về, rồi có dịp mẹ lại lên chơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, con được điểm 9 bài văn này nè. Thế à con, mẹ xem nào, đề bài là gì con? Dạ, đề bài là viết về người bà của em ạ. Bà sao? Bà ngoại của em năm nay đã gần 70 tuổi rồi, nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Bà thường lên chơi, cho chúng em hoa quả trồng trong vườn nhà. Cả nhà đi vắng hết, nên bà thường xem tivi một mình, còn tự nấu cơm một mình nữa. Em rất thích được nằm ngủ cạnh bà, nghe bà kể chuyện và nghe đài của bà. Bà nói chiếc đài đó là người bạn thân thiết nhất của bà. Chiếc đài của bà kỳ diệu lắm, có rất nhiều chương trình hay như kể chuyện cổ tích và hát ru cho bé nghe, đọc truyện đêm khuya. Em ước gì bà cứ ở cùng em mãi. Đây là đài tiếng nói Việt Nam. Ra mẹ đã rất cô đơn, đã rất cô đơn. Cho dù đang sống giữa con cháu của mình, mẹ con xin lỗi. Quyển sách bị chuột cắn.
ngày thế? Ba bảo hai anh em mình phải đi ngủ sớm, để mai còn ra đồng dọn cỏ nữa anh. Ừ, anh lên nhà ngay đi. Nhanh lên anh, ba đang đứng trên nhà chờ đó. Ừ. Thế rồi chú ngựa Auster lại bắt đầu cho chuyến phiêu lưu mới của mình. Câu chuyện hay quá anh John. Anh đọc ở đâu thế? Là sách anh mượn được của thầy Hardy đó em. Hay, thích quá. Vậy sang năm em học lớp thầy, em cũng phải mượn sách của thầy để đọc mới được. Ừ, thôi chúng ta nhanh nhanh tay lên. Vài hôm nữa là có bão tuyết rồi. Dạ. John. Dạ, em chào thầy ạ. Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế John? Dạ thưa thầy, em đang tưởng tượng xem chú ngựa Auster sẽ ra sao trong phần phiêu lưu mới ạ. Vậy à, thầy mới mua được cuốn sách này hay lắm, thầy tìm mãi mới được. Thầy cho em đọc trước nè. Thầy cho em mượn ạ. Em cảm ơn thầy. Giữ gìn sách là được. Dạ, xin thầy cứ yên tâm, em sẽ giữ gìn cẩn thận ạ. Nhanh lên lau ra, đêm nay anh em mình phải đọc bằng hết mới được đi ngủ nha. Vâng anh John. Trời ơi, sao lại thế này? Thôi chết, chắc là đàn chuột lại vào đây oanh tạc rồi anh ơi. Làm sao bây giờ? Chính thầy đã nhắc nhở anh phải giữ gìn cẩn thận, mà bản thân thầy cũng đã được đọc đâu. Giá những 80 xu. Anh John ơi. Trời ơi, anh ấy đi đâu cả sáng nay rồi nhỉ? Lẽ nào việc cuốn sách bị hỏng mà anh ấy, hay là anh ấy đến nhà của thầy Harry? Thầy Harry ơi. Ủa, có chuyện gì thế lao ra? Dạ thưa thầy, anh John có ở đây không ạ? Không. Trời ơi, anh ấy có thể đi đâu được chứ? Có chuyện gì thế? Dạ, là vì quyển sách mà anh John mượn của thầy hôm qua bị chuột cắn rách nát cả. Anh ấy rất lo lắng. Em cứ tưởng anh ấy đến gặp thầy. Em đã tìm cả sáng mà không thấy anh đâu. Thật vậy sao? Em không biết phải tìm anh ấy ở đâu nữa. Có lẽ nào anh ấy sợ hãi mà bỏ đi không? Chúng ta hãy chia nhau đi tìm John. Hẹn nhau ở nhà em nhé. Dạ. Cố lên, mình sẽ làm được. John. Thầy. Mưa lạnh thế này sao em lại... Nhìn tay của em kìa, sưng lên rồi. Thầy, em không sao. Cuốn sách thầy cho em mượn, chẳng may... Thầy biết. Nhưng xin thầy yên tâm, em đi xúc tuyết mấy hôm nữa, cộng thêm tiền tiết kiệm là có thể đủ tiền mua sách trả thầy ạ. Trời ơi, em có biết đống tuyết to thế này, chỉ xúc một ngày là em có thể bị kiệt sức, chưa nói đến mấy ngày đâu John. Em không sao mà thầy, mua lại được quyển sách quý ấy thì em mới yên tâm. Thầy ơi, em rất ân hận vì đã không cất kỹ hơn. Thôi thế này, thầy sẽ không trách em nếu em làm cho thầy một việc. Việc gì ạ? Lát nữa qua nhà thầy lấy một cuốn sách ngụ ngôn. Em phải đọc kỹ để kể lại cho các bạn nghe. Dạ thầy. Thầy không những không phạt em mà còn cho em mượn sách. Với em, việc này như một phần thưởng đấy ạ. Sao thầy có thể giận em được chứ? John, cậu bé yêu sách, ham mê đọc sách nhất mà thầy đã biết. Thầy thật tự hào về em. Em cảm ơn thầy. Khu vườn bận rộn. Chờ tin vui của em nhé. Hợp đồng ăn chắc 90% rồi. Tốt quá. Nhưng chắc hôm nay tối muộn anh mới về. Tòa soạn bận quá. Hôm nay con bắt đầu nghỉ hè. Cũng bận lắm ạ. Đã nghỉ hè rồi ư? Vâng ạ.
Nghỉ hè, chúng ta sẽ đi thăm ông bà, đi biển này, leo núi nữa. Bận ơi là bận. Con đã sẵn sàng. Không thì ra ngoại thành cắm trại trong ngày cũng được ạ. Chúng ta sẽ sắp xếp con gái nhé. Tạm thời con ở nhà với bác Diêm đã nhé. Mẹ sẽ tìm lớp ngoại khóa cho con sớm thôi. Chào cô Watson, chúc buổi sáng tốt lành. Bác Jim, chắc phải phiền bác coi Emma giùm chúng tôi ít bữa rồi. Con bé bắt đầu nghỉ hè mà tôi chưa chuẩn bị gì cả. Cô cứ yên tâm, ai mà không yêu quý cô công chúa đáng yêu này chứ. Chào con gái nha, mẹ sẽ về sớm nhất có thể. Tạm biệt mẹ. Ta là thần mưa đây. Ôi, thần mưa, thần mưa. Bác Jim, bác rất thích mùa hè đúng không? Sao cháu nghĩ thế? Vì trong bốn mùa, có mỗi mùa hè cây nhiều lá cho bác tỉa cành, tạo kiểu cho các khu vườn. Cháu thông minh lắm. Chính vì thế, bác sẽ tận dụng mùa hè để tạo niềm vui cho cả năm. Mùa xuân, bác sẽ uốn dáng cho cây. Mùa hè, cây mặc áo xanh bác. Mùa thu tới, cây thay áo lá vàng ươm luôn. Mùa đông cành gầy guộc thì đã có bông tuyết trang điểm rồi. Dạ, cháu cứ tưởng có mỗi ba mẹ cháu bận rộn quanh năm thì ra bác cũng bận ghê. Ba mẹ cháu cố gắng làm việc để mang nhiều niềm vui hơn cho cháu, cũng như bác tạo hình cho khu vườn để mang niềm vui đến cho mọi người. Nhưng bác ở nhà với cháu, còn ba mẹ thì tối muộn mới về. Đừng buồn nữa Emma, để bác xem có giúp được gì cháu không nào. Đây là cây bố và cây mẹ đang chơi bóng nè. Còn đây là đi leo núi. Bác Sim, bác xem cháu có gì nè. Còn cái này nữa là xong bác ạ. Cháu tìm thấy cái này ở trong tủ, chắc ba mẹ để lạc xong quên luôn. Giỏi lắm Emma. Giờ thì chờ đợi thôi. Anh có thấy Emma không? Con bé không có ở trong phòng. Anh cũng không rõ. Con bé lại bày trò gì thế này? Gửi ba mẹ. Ồ, em nhìn nè. Vườn nhà mình đây ư? Emma! Chào ông bà qua sân. Emma! Con làm gì với mấy cái cây này thế? Trông nó... Bác Jim đã giúp con đấy ạ. À, con đã có kỳ nghỉ hè rất tuyệt vời với ba mẹ phiên bản cây. Mẹ mặc váy cô dâu, còn cả ba nữa này, giống quá, phải không anh? Emma, ba mẹ xin lỗi, lỡ hẹn với con, cả kỳ nghỉ hè vẫn chưa đưa con đi chơi đâu được. Bác Jim bảo ba mẹ chăm chỉ làm việc để mua quà cho con. Vì muốn con được vui, con và bác Sim cũng muốn ba mẹ được vui, nên đã rất chăm chỉ làm ra hai cái cây này ạ. À, chúc mừng 6 năm ngày cưới của ba mẹ. Ôi trời, nhẫn cưới ư? Đã lâu lắm rồi ba mẹ không đeo chúng. May mà vẫn vừa in này, con giỏi tìm đấy em ba. Ba mẹ thưởng cho con một ngày nghỉ của ba mẹ nhé. Một thôi ư? Ba mẹ sẽ dành tất cả những ngày nghỉ tới cho con, của con hết. Đồng ý không? Đúng là không có bận rộn nào chen vào được yêu thương. Bừng tỉnh giấc. Mẹ ơi, con đói rồi. Bao giờ bố mới về hả mẹ? Chi của mẹ ngoan, bố sắp về rồi con. Mẹ con mình cùng đợi bố về ăn cho vui nhé. Ngày nào bố cũng về muộn, con đói lắm, đói lắm. Thôi được rồi, con ăn cơm trước đi nào. Dạ. Số máy lạ à? Ai gọi vậy nhỉ? Alo, ai đó ạ? À? Tôi là Nhiên đây. Ai đó ạ? À?
Anh Tuấn phải không? Em vẫn nhận ra giọng anh sao? Bao nhiêu năm rồi? Sao anh lại gọi cho em? Mà sao lại biết số của em? Anh đã hỏi mấy người bạn đại học mới xin được số của em đấy. Anh muốn gặp em. Anh có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Anh nói luôn ở đây cũng được. Bây giờ tôi đã có gia đình và cuộc sống riêng của mình, gặp nhau e không tiện. Xin em đấy. Anh mới được điều ra ngoài này công tác 3 ngày. Chỉ 3 ngày thôi. Em có thể gặp anh một lần như những người bạn cũ được không? Em còn xinh hơn cả ngày xưa nữa. Cũng lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ? Chắc anh cũng đang có một tổ ấm rất hạnh phúc rồi. Anh vẫn một mình. Thật sao? Tại sao? Thì là vì anh vẫn còn nghĩ tới em, vẫn còn yêu em. Anh đừng đùa nữa. Giữa chúng ta đã không còn gì từ 10 năm trước rồi. Sau khi chúng ta chia tay, anh lao đầu vào công việc. Nhưng bây giờ anh phải thừa nhận rằng em luôn là người con gái anh nhớ tới nhiều nhất, yêu thương nhiều nhất. Chúng ta xa nhau là một sai lầm. Anh đã sai rồi, anh xin lỗi. Trên đường tới đây, anh đã chạy xe qua rất nhiều những con đường cũ. Anh nhớ những chiều chở em trên phố, ta cùng đi ăn kem, cùng đi nhà sách. Ở đâu cũng có hình bóng của em. Xin lỗi anh, có lẽ bây giờ những lời này không còn phù hợp với tôi nữa. Tôi có việc rồi, phải về trước đây. Hôm nay là chủ nhật, em có bận gì không? Đến chỗ hẹn cũ nhé. Anh mời đi ăn. Có một nhà hàng mới mở rất ngon. Có nhiều món em thích đấy. Bố ơi, sao bố không gọi mẹ vậy ạ? Vì bố muốn gây bất ngờ cho mẹ con. Mấy tháng nay bố đã bận rộn quá rồi. Mẹ đã vất vả nhiều. Bố muốn tự tay nấu bữa sáng ngày chủ nhật cho mẹ và con. Con có thích không? Dạ con thích. Con thích. Để con lên gọi mẹ xuống ăn nhé bố. Ừ, con gọi mẹ đi. Nhớ thơm vào má mẹ nhé. Mẹ xuống rồi ạ. Mẹ mặc váy đẹp đi đâu thế? Em chuẩn bị đi đâu à? Lại đây ăn sáng rồi hãy đi này. Không, em không có việc gì nữa. Anh đợi em một chút, để em phụ anh nhé. Mình thật tệ, mình đang bị làm sao thế này? Mình đang nghĩ gì thế này? Mình đang có một gia đình hạnh phúc, không thể vì phút yếu lòng mà đánh mất tất cả. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.